Alo, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh của Khánh Nguyễn, Cuộc Sống Đức. Hay các bạn nhìn này, mình quay ở trên cửa nhà mình xuống này. Cây cối, ngày thường này thì người đi lại tấp nập đây, nhưng mà cây cối lá rụng hết, buồn thiu. Cảnh buồn lắm, trời thì không có ánh nắng. Trời lúc nào cũng như đang ốm, đang cúm với các bạn ạ. Thời tiết như thế đấy. Thì hôm nay mình muốn làm một cái clip nói về cái cậu bé bị cô Nguyễn Thị Liên, chủ quán bánh xèo ở Bắc Ninh ấy, bị bạo hành. Thì các bạn đã biết đấy, cái một cái thời gian vừa qua ấy là dư luận xôn xao lên. Thì thử hư thì không biết thế nào, nhưng mà cái hình ảnh của cháu bé là bị bầm tím rồi bị xước sát tay chân rồi lưng ấy, toàn những cái dấu như là kim châm ấy. Thì qua mình được biết ấy, thì là cháu ấy khai là lúc đầu chỉ đánh vào mặt vào tay thôi, thì cháu nghĩ là mình làm sai thì bị đánh, nhưng mà dần dần thì cô chủ quán càng bạo hành hơn, và cứ lấy cái chày đâm tiêu ấy. Và khi mà công an gọi cô ấy ra để hỏi thì cô ấy cũng có khai, mình cũng có được nghe là cô ấy cũng khai như thế, là cô ấy lấy cái chày mà giã tiêu ấy, giã tiêu giã ớt ấy, mà cái chày ấy là nó nặng, nó bằng đá các bạn, mà cứ vụt vào tay ấy. Thì cậu bé nói là cậu bé sợ nhất là bị cái chày đập vào tiêu. Với lại cái cô chủ quán ấy, cô ấy cũng khai là cô ấy lấy cái chổi quét toilet là chọc một cái, nhưng mà không may thì bị vào mắt. Thế nhưng mà cháu bé thì khai là lấy cái chổi mà đánh vảy cá ấy, tại vì mình nhìn những cái lâm lưng ấy là nó cứ có cái vết châm thâm ấy các bạn. Thì cháu bé khai là lấy cái mà đánh vảy cá đấy là đánh, mà tay chân thì sứt sẹo lần lâu lần mới như thế, mặt thì sưng húp ấy. Thì cháu khai là mẹ mất, bố bị tâm thần, thế gia đình thì hoàn cảnh không có ăn. Thì học hết lớp 8 rồi nhưng phải bỏ thì đi làm thuê, mà chủ quán đối xử như thế các bạn ạ. Mới đầu thì cũng dỗ dành bảo là cho ra làm giúp, rồi cũng có giả nuôi ăn rồi giả lương đàng hoàng, nhưng mà cũng không thực hiện như cái lời hứa như thế. Thì không trả lương các bạn ạ, không trả lương mà cứ đánh đập nhá. Mình cũng không hiểu tại sao mà cậu bé nó cứ chịu đựng như thế. Người ta đánh như thế thì phải tìm cách trốn chứ, thì chả nhẽ là cô ấy khóa tay khóa chân không ra được à, mà lại chịu bạo hành mấy tháng trời. Mấy tháng thôi các bạn ạ, thì cũng không lâu, nhưng mà ai mà chịu được như thế. Người ta đánh như thế thì làm sao mà chịu nổi, mà thì phải tìm cách chứ nị. Mẹ cứ ở đấy chịu cho người ta đánh đập như thế. Thì cháu nói là ăn không được ăn, toàn nhịn đói, lúc đói lúc no. Thế mà ăn thì không được ăn, chỉ có ăn trộn nước mắm mà ghi, với lại ăn cơm thừa, ăn cái đồ thừa của khách bỏ lại, chứ còn không được ăn tử tế. Mà đói lắm, nhiều khi đói ăn vụng thì bà chủ bắt được. Thì cái câu gây đấy có thể là có nha, cháu cũng khai thật. Thế là ăn vụng như thế là chủ quán bắt được, là chủ quán lại đánh. Rồi bây giờ là cháu kiểu như hoảng loạn quá, mà đi bệnh viện, đi đang nằm viện thì đang dần hồi phục rồi. Thế mà theo mình được biết thì là Đàm Vĩnh Hưng ấy là đứng ra là kêu mang cháu bé và sẽ tố cáo đến cùng cái cô Liên chủ quán bánh xèo kia. Nhưng mà theo mình ấy, thì mình cũng muốn cơ quan pháp luật vào cuộc, dù đúng dù sai thế nào, chứ không thể để thế loạn xã hội được. Bạo hành một cái đứa trẻ nó chưa đến tuổi lao động ở Việt Nam nhá, ở Đức là không được phép nhá. Ở Đức dưới tuổi 18 không được phép đi làm, không được phép. Còn nếu nó cái chuyện mà nó đi làm chui thì có ai đi theo chân mà bắt. Nó thích đi làm chui mà hai bên thỏa thuận thì được, còn nếu mà không ấy mà nó tố cáo là cái người chủ nhận là chết. Không được phép, không được phép thuê trẻ con dưới 18 tuổi lao động các bạn ạ. Mà Việt Nam bạo hành lợi dụng cái sức khỏe của cái đứa trẻ con quá quá là lạm dụng. Quá sợ luôn các bạn. Rồi ngày xưa cũng thế, cách đây khoảng vài tháng chứ mấy, cũng cứ chủ quán ở Bắc Ninh cũng bạo hành bắt một cái cô cháu gái quỳ.
một cái hành động nó rất là dã man, không có lương tri thế nào cả. Một cái cách bạo hành ấy mình không có thể ví được là như thế nào. Mà không biết là cô ấy có con không, mà cô ấy sống, mà cô ấy có đi chùa đi chiền không? Cô ấy có con không mà cô ấy đối xử với con người ta như thế? Thì dù rằng là thì thằng cháu cũng khai là cô ấy nghi cho cháu ăn trộm tiền loại loại kia, thì nghi ăn trộm tiền thì mình phải hỏi, hoặc là thôi thì mình bây giờ nó quá hoặc nó không làm được, mình không ưng ý thì thôi mình phải thải thôi, hoặc nó ăn trộm thì tiền thì mình phải hỏi. Nhưng mà đúng ra ấy, là tiền của mình thì mình phải giữ, ai cũng thế thôi. Ở bên Đức này nhá, là nếu như vào viện nhá, các bạn biết ở bên Đức này mà đi vào viện đi, trước khi vào viện làm bệnh án nhá, là bao giờ người ta cũng hỏi là có tiền không, và có tiền là phải giữ. Còn nếu mà có nhiều tiền ý, là gửi những cái người người ta phục vụ ở đấy, người ta giữ giúp. Còn mất là họ không chịu trách nhiệm, không không có chịu trách nhiệm. Tiền bạc cái tiền bạc cái để thì phải phải tự mình quản lý chứ, còn mất thì kêu ai, mà là xong không không bắt bằng tay thì không thể đổ cho cháu mà hành hạ cháu như thế được. Bởi vì nếu mà nói đến quán ấy, người này ra người kia vào, làm sao mà biết được mà khẳng định cho cái thằng cháu nó lấy rồi đánh đập hành hạ nó như thế. Ở bên Đức này tội nếu mà như thế là tội lớn lắm, nhưng mà Việt Nam mình thì nhiều khi là cứ thực hiện là cái luật nó cũng chưa được nghiêm, đâm ra là để xảy ra chuyện chuyện đáng tiếc. Thế nhìn cái thằng cháu mình bây giờ mình không biết rằng là ai phải ai trái, nhưng mà mình nhìn cái cách bạo hành đánh con người ta như thế, kiểu như là cái tra tấn ấy, mình khó mình nghĩ nhưng mà mình khó cái diễn tả, kiểu như là tra tấn hành hạ con người ta như thế, không không được phép. Mà nó cái lương tâm nói thật chứ, nói thật các bạn, mình giết cái con kiến mình còn ngại cơ, mà làm sao mà người ta sẵn sàng, người ta cầm những cái vật dụng ấy, người ta đánh những cái đứa trẻ thế mà người ta làm được. Mà người ta không nghĩ là đánh một đứa trẻ như thế thì pháp luật cũng không để cho yên, mà tại sao mà cô ấy cũng cũng làm được, tài thật. Theo tôi thì đề nghị pháp luật của nhà nước Việt Nam ấy là phải làm cho công minh, đợt này còn đợt khác các bạn ạ, không thể để như thế được. Dù dù thằng cháu nó có trái thì mình vẫn có pháp luật, có cách xử lý, chứ không phải là hành hạ con người ta như thế được. Hành hạ không khác gì là cái gì nhỉ, không không thể chấp nhận được các bạn ạ. Qua đây thì mình muốn là đề nghị cái những người mà có quyền lực ấy là vào cuộc để mà làm cho nó nghiêm minh, chứ rồi lấy lại công bằng cho cháu, chứ không có trông cháu đau đớn tội nghiệp. Mà thật ra thì chuyện thực hư thì không biết thế nào, nhưng mà phải điều tra, mà dù thằng cháu nó có trái 100% cũng không được phép hành hạ nó như thế. Thì mình muốn là cơ quan pháp luật vào cuộc, mà để làm gương cho những người khác nữa, phải có biện pháp thật là chặt chẽ, chứ không có thể để cho cái người mà người ta bạo hành cái thằng thằng một cái đứa bé như thế. Mà rất từ xưa đến nay rất nhiều trường hợp đó, đánh đập rồi hành hạ, nhưng mà tại sao mà nó vẫn chưa có một cái tấm, nó chưa người ta coi trời bằng vung như thế nào ấy, mà nó chưa có một cái biện pháp gọi là cụ thể, cho nên là nó vẫn cứ tiếp diễn xảy ra như thế. Các bạn nhìn này, mình có mấy cái thuốc phong lan này, mà ngày ngày mai là mình đi sang chỗ con mình, sang chỗ cháu thăm cháu 2 tháng, à quên 2 tuần, thì không biết là cây này để ở nhà thì rồi đang chăm sóc cái này, có cây đinh lăng tốt ơi là tốt, mà đang đang chăm sóc cái này chỉ sợ là nó lại về nên nó lại nghèo rồi chết ấy. Đây này, cây phong lan của mình nó đang ra hoa nhé, ra nó mầm đấy nhá, để ra hoa nhé. Rồi trên này hai cái cành của nó cũng thế này, hai cái cành của nó đây, nó đang ra hoa đây. Thì ngày xưa mình cũng đi bán hoa đấy, thì người ta cái người mà người ta bán hoa đấy, người ta bảo cái phong lan này này nó mà ra hoa nó tàn rồi ấy các bạn,
cái cành này của nó tàn rồi ấy, thì là mình sẽ cắt nó đi, cắt cái chỗ mà nó có cái ra hoa ấy, thì cái mắt của nó không thể ra lại như thế này được, thì mình cắt bên trên đó đi, hay là mình để như này, để này thì nó lại ra hoa tiếp, hoặc là cũng có cây thì nó đẻ con nhé, nó đẻ con ở trên lửng lửng ấy, đẹp lắm, mình thích. Các bạn là mình cứ đi trông cháu cho nên là mình không có thời gian để chăm sóc cây, chứ nếu mà mình mở nhà ấy thì là mình cây cối là mình thích lắm, nhưng mà nó cũng có cái dở, ví dụ như cây cối mà mình có đi du lịch ấy, hoặc là mình đi về Việt Nam ấy là không có người chăm nó khó lắm. Nó cũng giống như những người hội Tây ấy, người ta nuôi chó nuôi mèo ấy các bạn, nuôi chó nuôi mèo là cứ người ta đi 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 ua lau đi đi gai dơ đi đi gì nhỉ đi du lịch thì họ có người nhà bạn bè thì họ gửi thì được, còn nếu không thì nó có một cái trại thì mang vào đấy gửi để người ta chăm sóc cho những cái thời gian mà mình không có nhà đấy, thì khi mà mình về mình lại chuộc lại, thì tất nhiên là cũng phải mất tiền nhưng mà còn hơn chứ còn ai trông cho đấy. Thì mình đang lo là mình đi ý này thì không biết là cây cối của mình bây giờ con mình nó đang ở tới đây thì lại trông trông cháu trông con cho nó giúp nó đây, nhưng mà cũng mệt mỏi lắm, các cháu nó nhiều khi nó cũng hư, nó bướng, nó cãi nhau cũng nhức đầu lắm. Đấy, cành này cũng đang ra hoa đây này. Đấy, đang nói về cái thằng cháu bị bạo hành thì lại nhằng ra hoa hết, thì thôi thì nó cũng cứ mỗi thứ một tí đúng không các bạn, các bạn nghe chuyện của các cháu rồi các bạn xem hoa của mình. Ok, thì bye bye các bạn nhé, bye bye.